kênh ký ức chiến tranh xin mời các bạn cùng lắng nghe phần tiếp theo trong hành trình truy tìm kho vũ khí. Ở phần trước, các bạn đã biết sau khi đội tìm kiếm của ta vừa rời khỏi bản được một buổi, thì trung đội biệt kích của bọn Pháp cũng mò tới đây. Do một sơ suất của một đội viên trong đội tìm kiếm, tên võ đã phát hiện ra một mẩu thuốc lá được quấn bằng giấy có chữ, từ đó hắn lần ra được chiếc áo mà anh như đã cho một cháu bé trong bản. Sau đó, tên Lorang đã bắn chết bà lão thầy lang. Tiếp theo, bọn chúng cho những con chó đánh hơi mùi từ chiếc áo để dẫn đường lần theo đội tìm kiếm của ta. Mời các bạn cùng nghe tiếp diễn biến. Tên võ dẫm lên xác bà lão, cúi xuống nhặt cái áo, mấy con chó cứ vồ vào cái xác. Tên lô răng quát một tiếng, chỉ về phía trước, những con vật tinh khôn đã được huấn luyện kỹ càng đứng lại, vươn cổ hít cát bụi cỏ rồi bắt đầu chạy theo hướng đội của Ninh vừa rời đi lúc rạng sáng. Đến lúc đó, tiểu đội của Ninh đã trèo được 2 phần 3 con sông ba chiếc thuyền độc mộc đang lướt đi chỉ còn năm người đứng trên bờ tay cầm khăn vẫy họ còn đang đứng tụ thành đám đông dưới gốc cây xoài già nghe tiếng tù và vang lên rồi mấy tiếng súng bắn liền sau đó ninh quay lại thì thấy ông trường sóc đang chạy ngược về phía xóm vừa chạy vừa bắn đám người dưới bóng cây vội vàng chạy tứ tán về phía ngã ba sông để trốn dũng đạt và ninh nhảy lên thuyền lúc này chỉ còn cách bờ bên kia một quãng ngắn đạn của bọn địch đã bay vèo qua đầu rơi xuống mặt nước như thiên lia. Tên lô răng dơ ống nhòm lên nhìn theo, ra lệnh tiêu diệt cho kỳ được nhóm này vì chúng là lực lượng nguy hiểm có thể cản trở đường tiến của bọn chúng. Tên võ lập tức ra lệnh cho bơm xuồng cao su, đuổi theo ba chiếc thuyền đang chạy ngoằn ngoèo để tránh đạn như ba con cá xé nước. Đạn bắn sát bên lưng, tất cả mọi người nhảy xuống bãi rồi chạy thục mạng vào những bụi cây mọc thưa thớt. Ninh vừa từ mũi thuyền phóng xuống, sức nổ của một quả mìn rơi ngay sau lái thuyền, dù ngã sấp, một mảnh đàn cắt lìa bản áo bên hông anh, tay bám lấy một gốc cây, Ninh chạy tiếp, trong khi đàn vẫn rót tới tấp xung quanh. xuồng cao su của địch đã tới giữa sông, chúng nổ súng đuổi theo. Ninh bỏ thuyền, vụt lên bờ rồi chạy tiếp. Khi băng qua sông, một người trong đội đã trúng đàn chết ngay trên bãi. Còn lại 5 người tiếp tục bám sát, chạy được một đoạn thì Ninh sờ tay thấy mất ống thiết đựng bản đồ. Anh quay lại tìm nhưng không kịp nữa, vì đám địch đã đá đổ bộ lên bãi, giáo giết bắn theo hướng của Ninh. Ninh bàng hoàng như người mất hồn, chạy dọc bờ sông, trong khi bọn địch vẫn hò hét, bơi xuồng cao su nối nhau vượt sông. Nghĩa thấy Ninh quay lại, liền hỏi, sao anh không chạy đi? Ninh đáp, mất ống thiết đựng bản đồ rồi. Nghe vậy, Nghĩa chạy ngược trở lại tìm. Lúc này, bọn địch đã lên hết bờ bên kia, nổ súng xối xả vào rừng. Nghĩa quay lại, nói như muốn khóc, bây giờ phải chạy thôi, anh em chạy đi sau. Nghĩa tháo hai quả lựu đạn đeo ở hông, chặn hậu rồi mới chạy theo Ninh cả nhóm vẫn chưa dám đuổi theo vì bọn địch đã chiếm được bãi một tên địch cầm chiếc ống thiếc nhặt được giơ lên cao chạy đến trao cho tên võ tên võ ngắm nghía một hồi tháo nắp ra và phát hiện tấm bản đồ bên trong hắn lập tức chạy đến báo cáo với tên lô răng lô nghe xong mặt biến sắc thốt lên đúng là bọn này cũng đang tìm kho vũ khí nói xong hắn ngồi khuỳ xuống bãi cát chúng nó đã bị lạc hướng như những kẻ mù quáng rồi bọn chúng bắt đầu khuy đổ ra ăn mừng ai cũng tranh nhau khoe rằng chính tay mình đã bắn đứt cơ sở 2 và đã làm rơi tấm bản đồ. Chừng nửa giờ đồng hồ sau, tên lô răng cho bọn biệt kích lần theo ba con chó trinh sát, dẫn tiểu đội xích hầu lên trước. Hai tiếng sau, chúng gặp phải lựu đạn, một con chết tại chỗ, một con bị đứt quay hàm. Bên cạnh đó, tên thầy cũng bị trúng một mảnh lựu đạn. Đồ ruột nằm bên cạnh, tên thiếu úy lô răng mặt mũi tái mét, trông như phát điên. Lúc này, chúng ôm chạy tới vướng vào dây điện lần thứ hai, ba đứa không kịp ngáp. Tiếp tục một âm thanh vang lên trong rừng khiến mọi người đi chậm lại. Tên chỉ huy hò hét yêu cầu bọn lính bê kích tiến lên, nhưng không ai dám xông lên mở đường. Tên võ dẫn đầu lo sợ diễn biến không tốt, từng bước đi chậm lại. Được một quán, dũng đá thấy sợ hãi khi nhìn thấy gai răng ngang qua một đám cỏ. Hắn thầm nghĩ phải làm chậm bọn này lại từng bước. Bây giờ có gì cũng nên làm cho nó tin mình anh bận nhảy lùi lại hét to mày muốn khủng bố tinh thần binh sĩ hả không thấy mình thì tao giết mày ngay nói xong tên võ cầm khẩu súng lục tiến lên nhưng rồi lại lùi lại ba bốn bước cả bọn đứng tròn nhôm không ai dám tiến lên tên võ bèn lấy cái hòn đá buộc vào dây thừng ném tới hắn cầm một đầu dây kéo lùi hòn đá lại làm vướng cái dây gài một tiếng nổ vang lên dũng đứng chống nạnh nói các ông không tin tôi thì cứ liều mạng đi Dũng thêm vào, mày chưa phải đã lập công đâu mà làm bộ. Tên khả, nặng nề, quay ngoắt lại phía sau như không thèm trả lời. Khi bọn chúng tiếp tục ném đá, chúng đi tới như rùa. Tên thiêu úy Lô Răng yêu cầu có phi cơ tiếp viện. Tên võ đề nghị với Lô Răng, chúng mày đều là bọn khốn kiếp, sao còn đòi tiếp viện. Chúng có mấy đứa mà ta không làm gì được, sao mày muốn tao chịu nhục với ban tham mưu. Tên Lô Răng giận dữ quát, điều này thật bi kịch, mới đi được chưa tới 3.000 thước. Lúc này, đội tìm kiếm của ta đang ngồi dưới bóng cây tang lá rậm, ánh trăng chiếu xuống như những đồng tiền vàng trong giấc mộng. Con người tỉnh dậy vẫn còn hối tiếc, ngẩn ngơ vì không bao giờ nhạt được. Ninh nói với giọng run run, tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm với cấp trên và các đồng chí, những tấm bản đồ đã rơi vào tay địch. Chúng ta đã mất dũng, giờ lại thêm một số đồng bào vì mình mà phải chịu khổ. Nghĩa Cố tỏ ra không lo lắng, ngồi khoanh tay trước gối và nói chậm rãi, nếu như cái rủi không xảy ra lần này, thì điều may cũng không chỉ xảy ra một lần chúng ta không ngờ rằng các bà con ở đây đã hy sinh vì quê hương nghĩa chỉ vào các anh em thiểu số biết đâu chẳng vì cái tấm bản đồ đó mà chúng ta lại rơi vào một cái bẫy sâu nào khác đừng có tự an ủi một cách duy tâm như vậy đồng chí chỉ nói một câu xin các đồng chí không nên đùa và cãi nhau trong lúc này dù sao chúng ta cũng không đủ sức đánh lại bọn này để cướp lại tấm bản đồ dù nó đã mất rồi nhưng tôi vẫn nhớ được tất cả phương hướng đã vạch ra. Giờ đây, bọn địch tình cờ nhặt được sẽ đuổi theo và tiến tới đó trước ta. Vậy thì mình phải cướp đường đi, luôn ngày đêm. Nghĩa nói trong khi nghe tiếng run rế kêu dâm ran, mặt mũi căng thẳng nhưng đừng phát ra tiếng động. Tất cả đều lên súng và nằm dạp xuống, im lặng hồi lâu nhưng vẫn không thấy gì. Tâm trạng của tên Lô Răng không thoát khỏi ánh mắt sắc sảo của tên chỉ huy. Hắn quay sang nói mỉa, mệt thì ngồi nghỉ đi, mày cứ làm việc của mày rồi hắn ra lệnh cho bọn lính biệt kích không cần phải đuổi theo gấp nữa. Từ một chỗ nào không rõ, có tiếng chim kêu ba lần cách đều nhau. Các anh em thiểu số đứng dậy, nép vào thân cây, làm tiếng kêu đáp lại hai lần và chấm dứt bằng một tiếng cú rúc dài. Tôi sẽ khóc đây, tiếng nói vang lên từ trong túi. Mọi người mừng rỡ nhổm dậy. Ông trưởng cá lóc cầm khẩu súng, dắt theo ba người nữa cầm lá đăng loa, bước đến. Chúng nó đã đốt cháy gần hết xóm. Nhưng chúng tôi không có thời gian lo cho họ, chỉ lo cho anh em. Thằng Tây nó đuổi theo bên này, tôi chèo thuyền qua đây tìm anh em. Đã tìm lâu mà không gặp, bà con ở bên đó có sao không? Anh hỏi, chúng nó bắn chết hơn 30 người, bà Lang cũng bị bắn chết rồi. Các anh đứng yên, ngồi lâu, ông trưởng bản nói. Bây giờ các anh theo tôi trở về bên sông, thằng Tây không thể làm gì được mình đâu. Tôi cảm động trước tấm lòng lo lắng chân thành của ông lão. Tôi cầm tay ôm, nói: "Chúng tôi còn phải đi xa, nhưng nhất định sẽ có ngày trở lại. Xin ông hãy quay về, khi các anh có việc thì cứ đi thôi, nhưng tôi thì chưa về đâu." Một người của chúng tôi chạy thoát đã báo rằng bọn Tây có ba con chó to như ba con cọp, chúng cầm áo của anh em đánh hơi ở chỗ cầu thang. Bà Lang cố giật lại cái áo nên bị bắn chết, tất cả những người bị bắt cũng đều bị chúng bắn chết. Cả ba con chó theo mùi áo mà chạy theo đường các anh đã đi. Tôi qua đây đón, bắn con chó ông lão vừa nói vừa chỉ vào hai cái cống tên đeo ở lưng của hai người cầm lá con còn bị xước ra thôi cũng phải chết à dừng lại bây giờ không phải người rừng ngày xưa đâu ninh nghe trong giọng nói của ông dũng cảm của con người sống giữa rừng xanh núi thẳm bấy lâu nay đã khiến anh có niềm tin trở lại anh thấy vững tin nơi ông trưởng nhưng việc rơi lại cái áo khiến anh cảm thấy xót xa đau đớn quá trong lòng anh ai cũng để rơi cái áo tất cả lặng thinh rồi chị Năm nói, không chừng đó là cái áo của đồng chí đã hy sinh, ai mang ra phơi bị gió thổi bay. Ninh nén hơi thở trong lồng ngực, dường như có một cái gì nghẹn ở cổ khiến anh nuốt nước bọt mãi. Những lúc như vậy, anh nghe giọng nói của ông trưởng bản, biết rằng cái áo rơi chính là cái áo mà mình đã cho thằng bé mồ côi. Anh đâu có ngờ cái áo ấy lại hóa thành vật chỉ đường cho bọn mình. Ánh mắt anh cúi xuống, nhận ra tác hại lớn ấy làm cho mình run sợ và anh đã không còn đủ can đảm đứng ra nhận lỗi trước mọi người rừng sâu trầm mặc đứng yên dưới ánh trăng xanh biếc vầng trăng từ từ nép sau một áng mây bay như không muốn chứng kiến cảnh những con người bước đi mà cứ ngoái trông nhau bọn biệt kích đốt lửa suốt đêm trên một ngọn đồi chúng bắt đầu lo sợ khi thấy bóng tối từ từ vây phủ xung quanh rừng cựa mình trong tiếng gió rú rít còn vượn hú dài không biết từ nơi nào cũng khiến những tên đang đứng gác giật mình nơm nớp Tên thiếu ý đồ báo về cho bọn kiểu ghi ở Biên Hòa rằng hắn đã tiêu diệt một tiểu đoàn viện minh và cướp được tấm bản đồ dẫn đến kho vũ khí. Còn mấy tên sống sót không đáng kể thì đã chạy trốn. Tên khả ngồi sau lưng tên thiếu lô răng, nghe hắn truyền đạt lời khen của ban tham mưu. Tên khả cảm thấy như bọn họ đã tiêu diệt cả một tiểu đoàn viện minh thật sự. Còn con chó trinh sát đang nằm dán mõm xuống đất lắng nghe tiếng máy phát điện quay đều đều, một nhịp chậm ở bên cạnh. Bồng nó trồm lên. Hai mắt xanh lè như hai ngọn đèn chọc vào trong túi tên võ. Hắn rời lôi con chó ra, bắn một loạt súng tiểu liên không kêu. Trong khi đó, một con chim đen to tướng bất ngờ đập cánh, kêu xé màn đêm. Tên võ cảm thấy bất an, không biết đứa nào dám mò tới đây. Hắn đưa mắt lên trông theo con chim, nhưng nó rứt câu. Bọn biệt kích nhún nhảy, bắn loạn xạ vào rừng, tên võ sợ hãi như con chó bị đập đầu, tay chân co rúm lại. Hắn phản bội mà không kêu được một tiếng một mũi tên độc đã cắm vào đúng giữa cổ, vết thương không chảy máu mà thấy một quần thâm tím to bằng cái miệng bát. Dưới cái chỗ lộ hầu, Ninh tiếp tục đi vào rừng, đi đã bốn ngày không nghe thấy tiếng súng nổ cũng chẳng thấy bọn địch đuổi theo. Ai cũng cho rằng đó chỉ là một đám biệt kích tình cờ, có lẽ chúng đã rút về rồi. Trời nắng to, nước mưa không còn, đất lấp cỏ bị dẫn xuống, cây mẹ nằm phơi lá héo sau lưng, để lộ ra con đường tiểu đội đã đi qua mọi người lội ngược theo những dòng suối chảy ngoằn ngoèo giữa rừng, để phòng bọn địch có thể men theo dấu. Đây là một vùng rừng rất nhiều hổ, lúc nào cũng có thể nghe thấy cái mùi khét lẹt. Theo sát bên lưng, trời vẫn còn chưa tối, tiếng ngủ đã học vang lên hai bên bờ suối. Có khi cả ban ngày, hổ cũng hiện ra với sắc lưng vàng giữa mấy cái bản cỏ chanh. Lúc đó, Nghĩa đề nghị cho phép tôi bắn một con ly thịt ăn, cứ để nó men theo gẹo hoài tức lắm. Hai kỳ và chị năm tán thành ngay, nhưng Ninh không đồng ý. Nổ một tiếng súng lúc này chẳng khác nào báo rằng tôi đang ở đây. Điều đáng lo trước mắt không phải là vấn đề hổ, không lẽ một tiếng các pin lại vang đến từ biên hòa, địch vẫn còn chưa chịu từ bỏ. Ninh gặp từ lúc ra đi đến giờ, lần đầu tiên mới nghe thấy Linh to tiếng, em thấy nghĩa cúi mà xuống đi. Ninh vừa giận vừa thương, anh em ở trong đội, nhiều người còn trẻ quá, họ chỉ mới biết lo đối phó với những cái trước mắt thôi. Nghe có thịt ăn, cô cứu thương cũng đã vội tán thành mà không nghĩ tới cái tai hại có thể xảy ra ngay sau đó người chỉ huy lúc nào cũng phải gắn liền với anh em trong đội một hiện tượng bất hòa ngấm ngầm bực tức lẫn nhau sẽ đi đến chỗ mất đoàn kết nhất là trong lúc này đừng cho anh em an nản lòng ý chí vấn đề ấy còn nguy hiểm hơn là động biển sập rừng nhưng dù thế nào mặc lòng phải giữ vững kỷ luật của đội trước hết mọi vấn đề không thống nhất ý kiến nhỏ khác sẽ giải quyết sau họ đi đến một con suối trời cũng đã xế chiều. Dòng suối sâu và rồng bên trái là một rừng cổ thụ, bờ đá dựng cao. Bên này, bầu lại thấp như truyền ra. Suối này lại có phù sa hoa amin trắng mọc dày do luồng nước đổ mang hạt kimin từ trên thượng nguồn rất dài. Theo cái lợi, đất mềm men ngược, thấy con suối này, anh em có thể tắt đến kho một sớm hơn chừng hai ngày. Ăn xong bữa chiều, Ninh cho anh em dừng lại nghỉ. Rừng tranh khô san sát trải dài theo bên này của con suối, rộng có đến hơn 200 thước. Cái đó là một bìa rừng, tít mãi trong xa kia, rừng già dựng lên như một bức tường thành cổ, thủ tím biết đang chìm dần vào xương. Mọi người lúc này ngồi đấu lưng vào nhau thành một vòng tròn. Cứ mỗi viên, bốn người sẽ tan nhau gác bốn mặt. Đêm trùng xuống, một màn đen mênh mông như làm cho gió cũng bị mù mắt, mà phải dừng lại ở một nơi xa biệt nào. Tiếng chim cút từ bên kia rừng cầu, đột ngột nổi lên, vang vọng trong ngàn cây như tiếng của hung thần ban đêm sau một giấc ngủ ngày nặng nề, đã tới giờ thức hóa hình thành con chim sám. Dương cái đôi mắt xanh lè, vẫy cánh ra chào mời, gọi bóng tối. Từ một nơi nào đó, tiếng buông buông, creature lâu lâu lại vẳng đến lúc gần, lúc xa. Chị Năm nhích người, ngồi len vào giữa, tự nhiên đầu óc thấy bị xâm chiếm bởi một thứ hoang sơ. Những người ở vùng rừng nghe hai tiếng buông buông, Caliclorat, thành ra hai tiếng buông ra dõi theo một thứ tiếng kêu ngân vang như tiếng đồng, tiếng sắt của con chim lạnh bay đưa đường cho hổ. Dù không phải là người yếu bóng vía, cũng bắt phải dùng mình. Nhưng đêm đại ngàn phải đâu chỉ bắt đầu và dừng lại trong tiếng kêu ghê giận của cái loại chim gõ đó. Ngay từ khi vầng dương sập xuống, tất cả mọi thứ côn trùng, động vật trốn ánh sáng mặt trời trong các hang hốc, lau cỏ, đá, đông đầy rời chỗ ẩn trú, bò ra về trong bóng tối bí mật. Hàng nghìn thứ tiếng xôn xao cùng một lúc dấy lên, tiếng bắp chuối hột rừng trổ buồng, kêu ca những tàu lá chuyển động, tiếng chim dù gì tủ tỉ bên bờ khe, tiếng kêu inh oanh, tiếng nước của con ếnh ương, tiếng rên rỉ lén nút trong những cái lùm bụi rậm của những con vật đang truyền bò, với đất đảo hang chỗ nhanh hay đang chôn giấu cái miếng mồi vừa bắt được, đang nhầm ngừa cắn nghe thằng con mồi từ trong màn đêm mênh mông đó. Cây cỏ bỗng như dần dần hiện ra trong một thứ sáng xanh như nước chẳng liềm nhọn hoắt, từ từ nhô lên khỏi rừng. Sương bắt đầu thấm lạnh làm cho mọi người không ai ngủ được. Họ cứ ngồi yên lặng, nghe tiếng con trồn chạy xôn xao trong những bụi lau dưới suối, tiếng con mang tác bên sườn, đồi chanh, tiếng cọp gầm truyền động đầu hôm, mỗi lúc mỗi xa dần. Con vượn đang hú dày ảo não trong rừng, dần dần im tiếng từ lúc giữa khuya, thì kế đến là tiếng voi bẻ. Cây, rôm rốp, tước lá ăn, đốt lửa lên cho ấm đi anh em. Linh đã rút chiếc bật lửa đưa vào tay nghĩa. Một chốc sau, một ngọn lửa đỏ cháy bùng lên, nhảy múa giữa đám người ngồi vây quanh xua tan cái khí lạnh âm u và những tiếng động kinh khiếp của rừng đêm đang vây quanh họ, anh em, một vài người gối đầu đến ba lô đã bắt đầu thiêu thiêu ngủ. Ninh ngồi bên đống lửa, vẹt ra trong chính những con đường dọc ngang trên bước bản đồ tưởng tượng. Nếu như Dũng mà còn ở đây, vào cái ốm thiết lương, tấm bản đồ không rơi mất, hình ảnh lắc đầu không có thể. Dù thế nào, mặc lòng, Ninh cũng phải hoàn thành nhiệm vụ của cấp trên giao phó. Anh đưa cánh tay còn lại hơ lên bếp lửa, áp vào hai bên cổ để đỡ lạnh bỗng từ phía đầm lầy, tiếng vịt trời kêu rộ lên, kêu hốt hoảng. Những con vịt bay vội vàng, quạt vỗ cánh lướt ngang qua đầu ninh. Tiếng chó sủa vang lên, rồi ngay lập tức im bặt. Mọi người lập tức ngồi thẳng dậy, ninh còn chưa kịp tắt hết đống lửa thì đàn trung niên từ đầm lầy đã bắn tới. Tiếng súng nổ liên tục, hai phát dọc theo bờ suối, bắn giòn giá. Bọn biệt kích đã thấy, anh liền thấy ngựa đội đã mò tới bao vây cánh quân tiến qua đầm lầy chính những tiếng vịt trời và tiếng chó đã làm lộ vị trí của họ chúng phải nổ súng ngay sau đó và vượt qua suối địch đá sát bên ninh hạ giọng ra lệnh cho anh em tất cả lập tức lao xuống suối khi qua bờ bên kia dòng nước lạnh như băng cuốn trôi chỉ còn lại một quáng như người bơi theo rồi họ bám vào bờ đá trèo qua một cái đám rễ cây vừa kéo được gì lên thì bọn biệt kích đã tràn tới bên đống lửa vẫn còn đang âm ỉ cháy chúng như những bóng ma mò mẫm trong đêm không thấy đối phương bắn trả. Bên kia, trong bóng tối dày đặc, những cây cổ thụ và hang hốc đen ngòm như cái chết đang rình mò chờ đợi. Hồi lâu vẫn không thấy động tĩnh gì, một tên biệt kích đã nhẹ nhàng bò xuống suối, khe khẽ bơi. Nhưng hắn chưa kịp ra đến giữa dòng, Linh từ sau một hòn đá đã nhô lên, bất ngờ phát hiện tên biệt kích. Linh buộc nổ súng vào tên biệt kích, lập tức súng nổ vang lên, lập tức hai bên tập trung hỏa lực. Nếu như không cho anh em bắn trả, sự im lặng khó hiểu lúc này đã làm cho tên Lô Giang bắt đầu lo ngại. Có thể hắn đã gặp phải một toán du kích Việt Minh nào khác. Tên này quay qua hỏi Dũng, mày có biết ở vùng này tiểu đoàn nào hoạt động không? Hắn cố ý nói to để cho tên Lô Giang nghe. Trong rừng thì chỗ nào mà không có họ. Trời mới biết được, hai thằng đã chạy như chuột rơi cái ống thiếp ở bờ sông hôm nọ. Tốt nhất anh nên sang bên ấy mà hỏi. Mày nói cái giọng gì vậy? Mày cho tôi làm sao mà biết được? Hắn đáp lại, cảm thấy bất an, ninh bên kia suối, cố gắng lắng tai nghe xem hai cái bóng đen đang nói gì với nhau, nhưng không thể nghe được. Một đứa thấp lùn đang chỉ trỏ, ra vẻ giận dữ, còn một đứa khác thì cứ lắc đầu. Nghĩa bò đến chỗ anh, khẽ nói vào tai, hình như Dũng ở bên kia. Tên thiếu ý lấp sau cái hòn đá bảo với Dũng, mày đứng ra xưng tên một đơn vị Việt Minh, gọi chúng nó thử coi. Như vừa rồi, hai đơn vị đã chạm súng nhầm, Dũng tỏ ra lo sợ, nếu các ông nấp hết một mình tôi đi ra, họ sẽ bắn chết tôi à? Nếu mày cứ xưng tên, biết đâu trong bọn đó không có đứa quen mày. Dũng thận trọng, một lúc sau, hắn bước ra khỏi bụi cây, vỗ tay lên mồm, anh em nào đó, tôi là thằng Dũng đây. Nghĩa nghe tim mình đập nhanh, máu dồn lên mặt, nhưng anh đã kịp hạ súng xuống, xuống. Mặc dù vậy, Dũng kêu lên, thằng Dũng đây, thằng Dũng đây. Hồi âm từ vách đá bên kia nghi ngại lại Dũng từng tiếng một sau đó chẳng còn nghe thấy gì nữa cảm giác tuyệt vọng và sợ hãi ập đến xâm chiếm tâm hồn dũng dũng đưa hai tay lên ôm đầu ngồi phịch xuống ninh kéo nghĩa lùi ra sau đi thôi nghĩa gần như muốn khóc sao đâu anh không để tôi cho nó một phát đạn tôi chưa tin hẳn dũng phản bội nó không dại gì mà sương tên biết đâu đó là một cách dũng muốn báo cho ta biết rằng có dũng ở trong đám đó còn giả sử như nó dẫn bọn mình vào những cái bẫy không ghi trong bản đồ thì chúng ta cũng còn thừa thời gian ninh lo lắng đôi tay bám chắc vào khẩu súng họ lặng lẽ chen lách trong những gai gốc không ai nói gì không khí nặng nề như đè nặng lên đầu khiến họ cứ cúi mặt xuống từ khi rời khỏi bộ tư lệnh khu họ chưa đi được một nửa đoạn đường nhưng đã trải qua khá nhiều gian nan những bước đầu thử thách ấy không hề làm cho anh em sần lòng nếu dũng chết đó là một đồng đội hy sinh vì nhiệm vụ điều đó bao giờ cũng để lại cho người sống ít nhiều đau đớn dù vậy dũng không chết sự có mặt của dũng giữa bọn định giờ đây khiến cho anh em cảm thấy mất mát trong đội ngũ càng lớn lao và chua sót không thể nào xóa lấp được linh vẫn chưa tin dũng phản bội giống như đứng giữa bọn địch nghĩa và linh đều ừ nhưng chưa phải vì thế mà kết luận khẳng định rằng dũng đã đầu hàng đưa đường cho chúng dù sao những mây phân vân cũng đã bắt đầu vần lên trong lòng anh những mảng xám rối loạn của nghi ngờ khi cả đoàn vẫn đang lầm lũi vạch cây dễ lá đi tới trước mặt họ hiện ra một rừng tre gai dày đặc chắn ngang từ lưng chừng những thân cây tre to bằng bắp chân đóng đầy rêu mốc tạo thành một bức tường tự nhiên bụi dây rừng cuốn lên đến tận ngọn một con rắn đang cuộn mình trong một tổ khổng lồ nằm giữa những kẽ lá rộng của loài cây leo không tên tuổi với những bông hoa đỏ sặc sỡ xòe ra như những bàn tay lửa không gian tĩnh lặng không một chiếc lá động không một tiếng chim kêu Dường như chim chóc cũng hiểu rằng chúng không thể bay qua được bức tường thảo mộc kinh dị này, vì vậy không con nào dám bén mảng tới. Không khí lặng lẽ vào uy nghiêm của khu rừng kỳ lạ như ẩn chứa một sức mạnh không bờ bến, một sức mạnh huyền bí của thiên nhiên đầy đe dọa, khiến người ta phải hồi hộp lo âu khi đứng trước nó. Nghĩa cầm con dao, khoét một lối đi, chị Nam nhún vai, nhìn theo con dao trên tay Nghĩa. Mọi người đều bất lực nhìn vào khu rừng, ngay cả một con thỏ cũng không thể phóng qua được những lớp dễ sát mặt đất này ninh quan sát địa bàn và nhận ra chỉ còn một con đường buộc phải trở lại theo dấu bọn địch quả nhiên hai hôm sau họ đã truy tìm đến đúng nơi bọn địch đã lưu lại những con kiến bò ra luồn vào giữa những chiếc bánh mì khô rơi vãi cho thấy bọn địch đã rời khỏi nơi đây hơn một ngày đêm tại nền kho số một cũ những chân cột bị phá hủy ngày trước giờ đã mục nát biến thành thứ đất phân đen trên những mảnh đất đó mọc đầy những dải màu sắc sặc sỡ với những cây nấm đã bị nhổ xé bỏ, giờ chỉ còn lại những mảnh héo quắt. Bọn địch đã dừng lại ở đây khá lâu, trong đám cỏ tranh, dấu lưng của những tên nằm ngủ dưới gốc cây còn hẳn gió. Một cái lỗ khoét xuống đất để đun nấu vẫn còn lại, với những vụ than đen lẫn trong đất. Nghĩa phát hiện một mảnh thuốc sốt xét cắt ra và vứt trong bụi gai mắc cỡ. Chị Năm cúi nhặt, xem xét và reo lên, anh em ơi, lại đây coi cái gì này. Dưới ánh nắng chiều nghiêng, hai chữ TT5, xếp bằng bốn cốc thuốc tiêm, phản chiếu ánh sáng như gương đúng là của đội tìm kiếm theo dấu dũng trong những trường hợp có người bị lạc có khi chỉ là tình cờ chúng nó ném rơi rồi gác lên nhau ai đó nói họ bàn tán mỗi người một ý nhưng cuối cùng đều nhất trí đây đúng là của dũng ninh quyết định tìm thêm lần theo dấu đầu tiên anh vạch cỏ đi tới từng mươi thước trên một cái nón đất đá đã bị nhổ sạch cỏ với năm hòn sỏi xếp không đều nhau theo một đường gấp chỉ năm địa điểm nằm dọc theo bờ suối như trong tấm bản đồ mà ninh đã làm rơi mất tất cả mọi người nhóm lại xung quanh từ hòn sỏi thứ nhất đến hòn sỏi thứ hai gác chéo hai nhánh cây khô hình chữ thập và một chữ t chỉ con đường từ hòn sỏi thứ nhất tiến đến hòn sỏi thứ tư có vết que vạch nhằng nhịt họ lập tức bảo nhau rằng hai nhánh cây khô gác trên này là dấu hiệu những con đường không đi được phải bỏ chúng ta cứ tiến thẳng đến nền kho thứ tư con đường tắt này không có trong bản đồ cũ của phòng chính trị khu Ninh chỉ tay xuống những vệt que vạch lằng nhằng, theo con đường này, chúng ta phải vượt qua một vùng đất bị nước ngập hoặc bưng lầy. Anh đứng dậy, vuốt ngược mớ tóc rũ xuống chán, những nếp nhăn trên vầng trán sạm đen vì nắng gió. Mồ hôi ướt đẫm, rơi xuống từng giọt. Hồi lâu, anh mới nói tôi có thể khẳng định rằng Dũng không phản bội. Có lẽ chúng đã bắt Dũng để đưa đường. Vì sao Dũng nhận làm các công việc đó thì chúng ta chưa rõ. Phải chờ lúc gặp cậu ta, Bằng chứng hiển nhiên là Dũng bảo chúng ta không nên theo con đường suối từ nền kho 1 đến nền kho 2. Chúng ta sẽ luôn luôn đi, bọn địch mạnh gấp 3 4 lần mình, chúng ta không thể đối chọi lại với lực lượng đông đảo đó. Chúng ta hoàn toàn có lý khi nghĩ rằng bọn địch đã nhặt được tấm bản đồ của chúng ta. Tất nhiên, chúng ta phải đi theo con đường chỉ dẫn trong đó. Dũng đã bàn rằng chúng ta sẽ theo con đường tắt này để đến trước kho 4. Mọi người đã quyết định đi theo hướng mà Dũng chỉ ai cũng cảm thấy nhẹ nhõm như vừa chút được một gánh nặng, chỉ riêng Nghĩa vẫn ngồi trầm ngâm, lặng thinh. Cho đến khi anh em gọi, Nghĩa mới bàng hoàng đứng dậy, khoác súng lên vai. Trong khi đó, bọn địch đang tiến bước một cách hết sức rẻ dặt. Mặc dù tên thiếu úy Donan đã nắm trong tay tấm bản đồ, hắn cũng thừa biết rằng hắn chưa hoàn toàn chiếm được ưu thế. Con đường hắn đang đi chính là con đường mà Việt Minh đã vạch ra, hắn phải thông thuộc tường tận địa hình nếu không muốn bị phục kích bất ngờ hắn nắm chặt sợi dây ra giữ con chó bên cạnh trong khi tên cả đang xông sáo đi trước mở đường từ đêm tên võ bị trúng mũi tên độc khả đã tỏ ra hung hãn và táo tận hơn hắn đã lập được nhiều công trạng và được tên lót tin cậy nên sớm muộn gì hắn cũng sẽ lên thay thế tên võ làm chỉ huy phó không để ai khác chiếm lấy vị trí đó dũng sao mày cứ lùi lại đằng sau vậy tiến lên đi chứ tên cả quát quán này đường thấp lắm tôi sợ bị phục kích từ trên bắn xuống không có lối thoát Dũng thản nhiên nói, như thể đã suy nghĩ kỹ lưỡng. "Vậy mày muốn dẫn tôi đi là hướng hả?" Tên cả hỏi, "Đó là ý kiến của tôi." Dũng đáp, "Vậy thôi, không có đề nghị gì cả. Giá mà đừng quen thói việt minh, ở đây chỉ có mệnh lệnh và phục tùng." Tên cả gõ mũi súng lục lên tay, nheo một bên mắt nhìn chằm chằm vào mặt Dũng. "Ừ, nó nói cũng có lý đấy," hắn nghĩ. Tên cả rất muốn phát điên với cái thằng Dũng này, hắn cảm thấy nó như một cái gai chọc vào mắt mình và chắc chắn rằng rồi hắn cũng sẽ phải cho nó một phát đạn. Nhưng, tao cần có nó, tôi tin tưởng vào nó hơn, khả nhăn, nhó nói, tên raring nhìn thẳng vào mặt khả một hồi lâu rồi nhếch mép cười. Khi Chúa giê có bảo tao tin chúng mày thì tao cũng chỉ tin một phần nửa thôi. Mày không nên hỏi tao có tin đứa nào không, đứa nào lập được công đến chừng nào. Tao tưởng tới chừng đó, tên cả cúi mặt xuống, ngón tay của hắn sờ vào cò súng hắn cứ phải ngước lên nhìn dũng một cách không giấu giếm. Nắng mỗi ngày một thêm gai gắt, trời xanh lặng lẽ không một gợn mây, cây cỏ cháy vàng rũ gục dưới bóng mặt trời như thiêu đốt. Chỉ còn những lùm cây che dọc theo bờ suối giữ được một chút sắc lá màu xanh. Thú lớn, thú nhỏ dồn theo dòng suối xuống uống nước, mỗi khi nghe bước chân người thì hưu, trồn, sóc phóng lên chạy tứ tung. Ban đêm, hổ dò theo con mồi, dắt đi từng bầy. Tên biệt kích đi sau đã bị hổ vồ tha mất tên chỉ huy ra lệnh, không được phép nổ súng. Bọn biệt kích lũ lượt đi theo, mồ hôi lấm tấm, cứ vừa bước dưới ánh mặt trời, họ lò dò từng bước như rùa. Rồi cuối cùng, họ cũng đã đến được nền kho số 22. Ngày sau, họ sẽ tiếp tục đến nền kho số 3 theo đúng như chỉ dẫn trong tấm bản đồ nhặt được. Cả bọn ai nấy đều đã thấm mệt, tên đô lang ben cho phép dừng lại nghỉ lấy sức. Bọn bên cạnh rủ nhau đi tắm giặt, trong khi vài tên mò vào các lùm bùi tìm hái trái gùi, trái cơm nguội mang về ngồi ăn nói chuyện. Một tên biệt kích mang theo máy truyền tin vô tuyến đang ngồi tựa lưng, khuất sau cái mỏm đá, cách bọn kia khoảng chừng 10 thước. Hắn móc từ trong túi ra một chùm quả xanh ngắt, từng quả bỏ vào mồm nhấm nháp. Hắn là một thằng phàm ăn uống thả ga nhất lãnh thổ, mỗi lần đều ngồi biệt ra một nơi. Hắn muốn giấu lắm, làm sạch xong, sau đó mới đứng dậy đi quanh tìm ăn. Hắn cũng ghé vào phần của mấy đứa khác, nhiều lần hắn bỏ máy nằm ở đó, mò theo xin bánh, xin thuốc lá của bọn kia giống như đứng xa xa nhìn cái máy nhưng không làm sao đánh được trong những lúc chờ đợi ấy hắn khoa máy truyền tin vô tuyến thằng khả còn lại chỉ có ba con chó suốt ngày đêm dũng bám giết tìm cơ hội hủy diệt một điều nữa khiến dũng đặc biệt chú ý đến tên này hắn có một khẩu súng côn cỡ nòng giống khẩu súng mà dũng đang đeo bên thắt lưng hắn ngồi tay cầy bốn bề chân đung đưa nhịp nhàng nhai từng quả tròn xanh như cái đầu ngón tay có cái vị chua chua, chát chát đưa vào miệng, hắn nhằn hạt một lúc bỗng thấy đầu óc choáng váng như người say rượu. Hắn nhả chuối xuống, bọt mồm bọt miệng trào ra, lăn lộn trong cỏ. Dũng là người đầu tiên thấy và chạy đến nhanh như trước. Hắn rút ngay băng đạn bên thắt lưng ra, nghe các ban ngành của mình vào mà không đứa nào kịp nhìn thấy. Dũng ra gọi có người ngộ độc, cả bọn lập tức chạy đến, đứng vây xung quanh tên bị ngộ độc. Hắn vẫn đang lẫn lộn trong cỏ, hai tay cào vào ngực, vào cổ, hắn mứa nôn mãi mà chẳng thốt được chút nào. Da mặt hắn xám quét như người sắp chết, mấy thằng trong bọn chúng quính quán giờ sách ra, chẳng thấy có quả nào động. Chỉ dẫn trong đó giống như cái quả này, biết là tên này vừa sai vì ăn phải trái cà tăng đồ. Chừng nửa giờ sau khi hết cơn say thì sẽ khỏi thôi. Nhưng Dũng thì làm ra vẻ mặt quan trọng, chỉ có một thứ lá có thể chữa được. Không có thì đành chú chết thôi, hắn quay xuống bờ suối, thấy mọc đầy cái cỏ mực tìm coi có lá cỏ mực không, lẽ nào còn một mới chữa được. Chỉ trong chốc lát, bọn chúng đã kéo lên một kẻ, tên Rose. Hắn đứng chống nạnh, nhìn như thể đang cứu chữa cho kẻ vừa bị ngộ độc. Ai mót đái thì đái cho nó uống nửa bát. Dũng vừa nói vừa vò nát lá cỏ mực, nhét vào miệng thằng tham ăn. Ba, bốn tên biệt kích cúi xuống cố gắng đi tiểu nhưng vẫn không thể. Một lát sau, một thằng nhóc chạy đến hỏi. Bắt đầu, bắt đầu. Không có bát thì cứ đổ thẳng vào miệng, miễn là cho nó uống. Cả bọn đều làm theo, thằng ngộ độc thở nấc lên từng hồi, muốn nôn mửa. Ra nó tái mét, sau một lúc, hắn đã ngồi dậy, nhổ nước bọt, như thể vừa trải qua cơn kinh khủng. Uống cái gì mà ra nông nỗi này, đồ chó đều, muốn giết bọn tao à. Một tên mang túi cứu thương tỏ vẻ am hiểu, khiến thằng cả đỏ mặt xấu hổ. Chất lạ này mạnh lắm, ngay cả người khỏe như mày cũng không tránh được. Nếu không nhanh, có khi bà bác cũng chẳng cứu nổi đâu. Tao đã không dám cầm súng suốt ba ngày liền, hắn nói, giọng lo lắng. Dũng lặng lẽ quan sát, ánh mắt nhợt nhạt của Daniel Giang như xuyên thấu từng suy nghĩ trong anh. Hắn dường như nhận ra sự lúng túng của Dũng, không rõ ràng có phát hiện điều gì không, nhưng đã có lần hắn chỉ vào một con cáo mèo đang nằm trên nhánh cây gần suối, ra lệnh bắn đi. Nếu viên đạn phát nổ, có lẽ Dũng đã phải trả giá bằng mạng sống. Khi anh như người, giơ súng lên viên đạn vừa bay ra khỏi nòng thì con thú đã gục ngã ngay lập tức tên biệt kích đứng chống nạnh nhìn khẩu súng trong tay dũng với ánh mắt dò xét dũng dứt khoát bóp cò nhưng thay vì tiếng nổ chỉ có âm thanh nhỏ vang lên viên đạn lỏng lẻo rơi tóm xuống nước cho tôi bắn thêm một phát nữa được không dũng hỏi giọng cố gắng kìm nén sự run rẩy tim anh đập dồn dập vì anh đã quyết định nếu bị ép bắn tiếp viên đạn sẽ dành cho chính anh trước khi bị chúng hạ gục Tuy nhiên, tên lau răng chỉ khoát tay ra hiệu dừng lại, rồi ra lệnh cất súng. Dũng thở phào nhẹ nhõm, nhưng tiếng ù ù vẫn vang vọng trong tai anh. Đến trưa hôm sau, bọn biệt kích đã mò tới kho số 4. Con chó dẫn đầu, chạy quanh nền đất bụi bặm, thỉnh thoảng sủa vang và cào bới đất. Ở đây, tên cả hô to, có người ở đây, bọn chúng lập tức tản ra, lục soát khắp các bụi rậm. Tên lô răng ném cái áo bà ba cho con chó đánh hơi. Con vật lao đi, đuôi ve vẩy ít mạnh vào đất cát bụi cỏ dạp xuống vươn dài như đang đuổi theo thứ gì đó trước mắt dũng là chiếc bàn bị đổ tấm bản đồ chứng tỏ bọn chúng đã đến đây trước tên danh tức tối gầm lên lũ chúng nó chấp cánh bay đi à sao lại mất dấu hắn quay sang dũng giọng mỉa mai có lẽ mày biết đường tắt nào khác sao không dẫn tụi tao đi dũng đáp lạnh lùng tôi làm sao mà biết được tên cả nghiến răng cười nhạt chiếc răng vàng lấp lánh lúc nào muốn cắn tao, mày cũng không biết đâu. Tên Lô Giang gào lên, cả bọn chúng nó chỉ có vài đứa mà mày còn không làm được gì, nhục quá. Còn đứng đó mà cái à, Dũng cứng rắn đáp, nếu được cho phép, tôi sẽ chỉ huy và cho tụi nó biết tay. Tên Lô Giang hất hàm, giọng lạnh lùng, nếu không tiêu diệt được chúng, mày tự sát đi, đừng để tao phải xử lý. Tuân lệnh, Dũng dập chân, đứng nghiêm, đưa tay lên chào, ánh mắt đầy quyết tâm. Dũng ơi, hắn gọi, bọn biệt kích đã theo lệnh phả, dẫn chó đuổi theo rồi. Trước mặt chúng giờ là một cánh đồng lau sậy khô vàng trải dài đến tận chân trời. Xa xa, những cụm cây trà là và bụi gai góc trông như những hòn đảo xanh giữa biển cát mênh mông. Con chó chính xác vẫn cúi dạp xuống, hai cánh mũi bóng nhẫy, buồn đun đồng đầy mõm dài qua già lại đánh hơi chạy theo dấu chân của những người vừa qua đây không lâu. Đến một cái hò cây, tên thả bền dừng lại. Thằng nào trèo lên cái cây trà là coi chúng nó đi hướng nào tên bị kích cởi giày, toàn trèo nhưng không lên được đâu, mang giày vào kéo lên. Tên cả vừa quát vừa cầm dao phạt mấy cái bè thấp, tù tủa những chùm gai sắc như kim xòe ra chung quanh gốc. Tên bé thích trong gầy lại vào chân bám bè lên được thêm một quán, rồi bưu giải phóng xuống, không thấy cái gì cả. Chắc luôn, chúng nó đi xa rồi, cho thằng e bé con kéo lên coi. Tên lô rằng trò ngón tay lên cái còn trà là rồi bảo dũng, mấy đứa này toàn là cái quân ăn hại từ nãy đến giờ. Dũng cũng đã có ý muốn trèo lên xem, một là xem có thấy đổ truy tầm không, hay là nếu có chung thấy họ, Dũng sẽ chỉ vu vơ về một phía khác để đánh lạc hướng bọn địch. Nghe thằng đang nói vậy, Dũng lập tức một tay bám bè, một tay vẹt những cái tàu gai. Trèo dần đến ngọn, hơi đất bốc lên, đầu ngọn cỏ khô lung linh như muốn bốc cháy, không một làn gió động. Chim lát kêu ở một nơi xa nào cũng không trông thấy, nghe như tiếng khóc của trẻ nít mới lọt lòng, ai đem vứt giữa đồng hoang giống đưa tay lên che ánh mặt trời đang chiếu xuyên vào mắt, nó nhìn bốn phía xa hút ẩm mát. Chỗ ngọn cây khô trơ trồi, bị sét đánh cháy thành than. Một đàn cò trắng vụt bay lên, Dũng cô tập trung hết sức nhìn về phía đó hồi lâu. Thấy một đàn chim nước khác chớp chới bay lên, cách đấy cũng không xa, bông lau trắng sáng ngời lên như bạc, động đầy thành một vẹt dài. Một đồ súng tiểu liên phản chiếu ánh mặt trời, phát ra những tia sáng nhấp nháy nhô ra ở một khoảng trống. Nghe thấy gì không? ngó cái gì một chỗ lâu vậy? Tên đồng xót ruột hỏi. Dũng cố lấy cái giọng bình thản đáp, có mấy con cò bay thôi. Xuống ngay, thằng cả leo lên, cầm lấy cái ống nhòm này. Hắn đi loanh quanh dưới gốc, cây trà là, đưa cặp mắt xanh le đầy nghi hoặc nhìn theo Dũng, đang tụt xuống một cách hết sức chậm chạp. Tên cả đeo ống nhòm nheo mắt, dưới người trèo lên. Hắn đưa ống kính già, già, trông theo đường chân trời, nói to bên phải có một con sông chạy về hướng mặt trời lặn thằng lâu đang trải tấm bản đồ ở dưới gốc cây đúng rồi bên kia sông là rừng tên cả tiếp tục báo cáo mày có thấy chúng nó không chẳng thấy cái gì cả cái gì như cái 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 gì không đấy tên cả bóng đứng thẳng lên dán mắt vào ống kính bóng hắn reo to bốn bốn chúng nó kia rồi một hai ba bốn chín thằng tất cả hình như thằng đi trước chỉ có một tay thôi chúng nó đi về hướng đông còn cách bờ sông cũng xa chắc chúng nó đang muốn tên đồ rằng lập tức giáng vào mặt Dũng một cái tát như trời giáng. Bị đánh bất ngờ, Dũng ngã dúi xuống, nhưng anh cố gượng đứng lại. Sao mày bảo không nhìn thấy gì hả? Coi mắt thường làm sao mà nhìn thấy được? Dũng cãi lại, tèn cả chắc mầm phen này sẽ tóm được mấy thằng du kích cứng cổ trước mắt. Cái ga lông màu vàng thuế quay quay theo ánh mặt trời, hắn nheo mắt nhìn Dũng, cười mũi. Thưa ngài, thiếu ý thằng này thì có dao ống nhòm cho nó cũng chưa chắc nó đã nhìn thấy bọn này, tên lô rằng cởi phăng áo ngực ra, cầm khăn lau mồ hôi không ngớt, đang tuôn dòng dòng khắp da mặt, da cổ đỏ như con heo quay. Ăn chứ, nó nhìn vào tấm bản đồ, cây bút chỉ màu ở trong tay hắn ấn xuống, vạch một làn đỏ như lửa, cắt ngang qua cánh đồng cỏ khô. Ngón tay trỏ dò theo đường vòng của con sông, Thằng tới đâu, ngón tay xoáy xoáy một chỗ, chỗ đi liên lạc ngay với biên hòa. Hắn truyền lệnh cho cái thằng giữ máy, cột anten lập tức được kéo lên, dâng lên tức khắc, máy phát điện bắt đầu quay o o o. Thưa ngài, theo ý, tất cả đã sẵn sàng. Tên Donald mắc ống nghe vào tay, cầm ống nói lên alo, alo, company. Company, đúng đúng, điểm A, kinh tuyến 107, 50, vĩ tuyến 150, độ đông 40 độ đông. Tên lô rằng tháo ống nghe xuống, rồi ra lệnh cho tên Khải tiến nhanh về hướng phía dòng sông, bọn biệt kích, lập tức đeo súng lên vai, rồi nối đuôi nhau đạp bừa lên gai góc chạy theo tên Khải cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi xin kính chào và hẹn gặp lại